Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thông tin thú vị, đó là thế nào là mưa sao băng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một trận mưa sao băng là một sự kiện thiên thể, trong đó con người quan sát được một số thiên thạch tỏa sáng trên bầu trời đêm. Những thiên thạch này là do các dòng bụi vũ trụ đi vào bầu khí quyển trái đất với tốc độ rất cao trên quỹ đạo song song. Các bụi thiên thạch này nhỏ hơn một hạt cát, vì vậy hầu hết chúng đều tan rã và không bao giờ chạm vào bề mặt trái đất. Những trận mưa sao băng dữ dội hoặc bất thường được biết đến như những cơn bão sao băng và bão thiên thạch, có thể tạo ra hơn 1.000 thiên thạch mỗi giờ. Trung tâm dữ liệu sao băng liệt kê khoảng 600 trận mưa sao băng còn đang nghi ngờ, trong đó khoảng 100 trận mưa sao băng được khẳng định chính thức. Mưa sao băng hầu như xuất hiện vào những thời điểm giống nhau trong một năm. Nguyên nhân do các hạt bụi vũ trụ phân bố theo quỹ đạo hình elipse và quay quanh mặt trời theo chu kỳ nhất định. Nếu quỹ đạo của trái đất cắt ngang quỹ đạo của một đám bụi vũ trụ nào đó thì ít nhất mỗi năm vào đúng thời điểm nhất định, trái đất sẽ một lần xuyên qua lớp bụi vũ trụ đó và xảy ra hiện tượng mưa sao băng trong thời gian đó. Khi trái đất bay vào vùng có nhiều thiên thạch thì sẽ thường xuyên xảy ra hiện tượng mưa sao băng hơn. Hiện giờ chúng ta đang ở chỗ này, khoảng nửa đường giữa hai điểm hạ chí vào ngày 21 tháng 6 và điểm thu phân vào ngày 23 tháng 9. Cũng như mọi năm vào tháng 8, đây là thời điểm chúng ta thấy có rất nhiều sao băng. Thời điểm này trên quỹ đạo của nó, trái đất đi xuyên qua những mảnh vụn vỡ do sao chổi để lại trên đường đi của nó. Khi trái đất đi xuyên qua đám bụi gồm những hạt nhỏ chỉ nặng độ vài miligam, chúng bị nóng lên và bốc cháy khi tiếp xúc với bầu khí quyển của chúng ta, khiến chúng ta được chứng kiến một màn biểu diễn sao băng. Đây là những mảnh vụn vỡ của sao chổi Squid Turtle để lại. Sao chổi này di chuyển ngang qua sao Diêm Vương và cứ 130 năm mới trở lại một lần và băng ngang qua quỹ đạo trái đất đúng vào lúc chúng ta đi ngang qua đó vào tháng 8 mỗi năm. Trái đất di chuyển xuyên qua đám bụi kia y như chiếc xe hơi đi qua đám bông tuyết. Để thấy được chúng, ta phải nhìn về phía trước. Nhưng phía trước là phía nào? Trái đất quay trên trục của nó, vậy thì đâu là phía trước? Để nhìn theo hướng trái đất đang di chuyển, hãy luôn giữ mặt trời về bên trái của bạn. Vào lúc nửa đêm, khi bạn nhìn về phía nam, bạn thấy mặt trời đằng sau lưng bạn. Để đặt nó về bên trái, hãy quay trái về hướng đông. Đúng đấy, và hiện giờ là bạn đang nhìn về phía trước đấy, đó là hướng của bụi sao chổi. Khoảng nửa đêm, các sao băng xuất hiện cao khoảng 3 bàn tay bên trên đường xích đạo. Vì trái đất quay và đêm tiếp tục trôi, bạn càng nhìn về hướng đông nam và chỉ vào chỗ các sao băng đang lao tới trên bầu trời. Những sao chổi khác đi ngang qua ở vị trí xa so với trái đất, giống như sao chổi Halley nổi tiếng cứ 76 năm mới trở lại một lần. Sao chổi Halley tiến sát vào mặt trời vào tháng 3 năm 1997 và mất mấy nghìn năm mới trở lại. Có lẽ nó qua đây cách đây 3 kiệt năm. Chúng ta sẽ biết vào 3 kiệt năm nữa nếu như nó trở lại. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.